Dành ra một khoảng thời gian mỗi ngày để tập thể dục là một phương pháp rất tốt giúp bạn giảm cân, đẹp da, chống lại căn bệnh ung thư và giúp cuộc sống thêm vui vẻ và lành mạnh. Để tập thể dục, nhiều người đã chọn đến các phòng tập gym hay ra công viên để có khoảng không gian rộng. Nhưng với những người không có nhiều thời gian thì các bài tập thể dục tại nhà lại là phương pháp tối ưu. Tuy nhiên, tập thể dục tại nhà không đúng cách cũng không mang lại hiệu quả. Chính vì vậy, nhiều người đã tìm đến sự hỗ trợ của các thiết bị để việc tập thể dục tại nhà trở nên dễ dàng hơn. Một trong những dòng máy tập thể dục tại nhà đang được rất nhiều người, đặc biệt là các chị em phụ nữ ưa chuộng, đó chính là dòng máy tập bụng. Trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của dòng máy tập bụng đa năng, siêu thị tại gia đã nắm bắt nhanh và cho ra đời các dòng máy tập bụng mang thương hiệu Elite. Với thiết kế mang tính đột phá, cải tiến chất lượng lẫn cách tân về phong cách. Với nhiều chức năng như gập bụng, tập chân, hoặc kéo cáp để tập tay và hệ thống trục đỡ vững chắc, dạng ghế ngồi tạo tư thế thoải mái khi luyện tập. Máy tập bụng tổng hợp Elite sẽ giúp các chị em sở hữu một thân hình thon gọn, săn chắc. Với máy tập Elite, hiệu quả thật bất ngờ, không cần tốn nhiều thời gian và công sức như trước nữa. Trước đây, đi tới phòng tập gym tốn của tôi rất nhiều thời gian. Nếu tập ở nhà thì những động tác khó rất khó xuất hiện và nếu tập sai sẽ làm chấn thương cơ thể. Điểm độc đáo của dòng máy tập bụng Elite này là sản phẩm chú trọng đến từng chi tiết nhỏ trong khâu thiết kế. Từ hệ thống trục đó vững chắc, thiết bị sẽ được biến đổi thành một chiếc ghế tập bụng hoàn hảo. Việc này thực sự gây ấn tượng mạnh đối với những ai đang cần tìm và sở hữu cho mình một chiếc máy tập bụng tốt tại nhà.